Thưa quý vị, thưa các bạn, niên vụ 2016, tổng sản lượng vải tiêu thụ của ba tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên ước đạt khoảng 180.000 tấn. Loại nông sản này được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng và đã từ lâu khẳng định được chất lượng tại thị trường Trung Quốc. Hiện nay, mới đầu vụ vải thiều 2016 nhưng tại Hà Khẩu, Lào Cai đã có hàng trăm thương lái doanh nhân thu mua vải thiều để tiêu thụ nông sản trong nội địa Trung Quốc. Nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2016 tại tỉnh Lào Cai, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lào Cai, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Trung Quốc và xúc tiến xuất khẩu vải thiều tươi niên vụ 2016. Và chúng ta thấy là những trường truyền thống như Trung Quốc thì vẫn là một thị trường thu hút và chủ yếu vẫn đang là tiêu thụ cho những cái mặt hàng vải, xoài, thanh long, dưa hấu. Thì chúng tôi kết nối cung cầu trong nước, rồi cái sự hỗ trợ và sự phối hợp của các bộ, các ngành trung ương với các địa phương như thời gian chúng ta vừa làm, thì cái mặt hàng nông sản, đặc biệt là các cái loại trái cây tươi của chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để đứng vững trên thị trường trong nước và phát triển xuất khẩu ra bên ngoài. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh có 30.000 hectare trồng vải thiều với tổng sản lượng ước đạt 130.000 tấn. Trong đó khoảng 1.000 tấn được trồng và chăm sóc dưới sự giám sát nghiêm ngặt về quy trình sản xuất Global Gap, đảm bảo đủ điều kiện xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Australia, EU và hơn 12.500 hecta sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap với sản lượng khoảng 53.000 tấn, đáp ứng nhu cầu sử dụng quả vải chất lượng cao tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc. Bắc Giang sẽ đảm bảo mọi cái điều kiện tuyệt đối an toàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là cái an toàn giao thông, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cái phương tiện giao thông và nhất là các cái điểm mà ùn tắc giao thông cục bộ, thì chúng tôi tạo mọi điều kiện để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc này. Còn Hiệp hội Vải thiều tỉnh Hải Dương cũng cho biết, đến nay Hải Dương đã xây dựng 36 mô hình sản xuất vải theo tiêu chuẩn Việt Gap, tổng diện tích 251,6 ha. Hải Dương cũng đã triển khai sản xuất vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ và Australia với 11 mã, diện tích trên 110 ha. Hiện đã có đầu mối tiêu thụ tại thị trường Hoa Kỳ và Australia khoảng 660 tấn. Tuy nhiên là loại nông sản ngắn ngày, số lượng lớn, nên Hải Dương luôn quan tâm đến công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm kết nối hội viên mở rộng thị trường tiêu thụ và xác định Trung Quốc là thị trường rộng lớn, trọng điểm, có nhiều tiềm năng cho xuất khẩu vải thiều ổn định và lâu dài. Thế và cho đến bây giờ thì chúng tôi đã tích cực là gặp các cái đối tác và tích cực đi tham gia cái xúc tiến thương mại, đặc biệt là cái chuyện xúc tiến thương mại Trung Quốc. Một phần thì các cái nhà thu gom tôi liên kết với các cái nhà thu gom ở tại địa phương là tiêu thụ vải cho hiệp hội. Đấy, vì chất lượng đã tốt rồi nhưng chúng ta phải tạo cái điều kiện, thì tôi tin tưởng là cái vụ vải 2016 năm nay chúng tôi cũng không gặp gì khó khăn lắm. Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp thương nhân Trung Quốc đã phản ánh một số khó khăn trong việc thu mua và tiêu thụ. Trong đó kiến nghị kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thông quan trong ngày để không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của quả vải. Riêng về cái mặt hàng tươi sống, thủy sản của Việt Nam ấy sang Trung Quốc thì đã nới dài thời gian. Nhưng mà nếu mà vải thiều nó cũng được hưởng như thế thì đảm bảo cái độ tươi của vải thiều, xong rồi giảm được cái thời gian ứ động, như vậy thì đảm bảo được chất lượng của vải thiều. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, chính phủ cũng đã đồng ý cho kéo dài thời gian thông quan đối với cái hàng nông sản là thủy hải sản. Thì tới đây chúng tôi sẽ gặp gỡ phía bên Trung Quốc, huyện Hà Khẩu để thống nhất, có thể là cái mùa vụ này chúng ta sẽ kéo dài cái thời gian thông quan để làm sao cái quả vải thiều đến với đất nước Trung Quốc là nó còn nguyên cái giá trị của nó. Có thể nói với vị trí địa lý kinh tế, chính trị đặc biệt, Lào Cai là vùng kinh tế động lực của khu vực Tây Bắc Việt Nam, rất thuận lợi cho việc xuất khẩu nói chung và vải thiều nói riêng sang thị trường Trung Quốc theo đường chính ngạch ổn định và hiệu quả.